Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến và dự thảo báo cáo kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101-2023 của Quốc hội khóa 15. Dự và chủ trì tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của chính phủ về kết quả ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết 101-2023 của Quốc hội khóa 15. Theo đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được giả soát là 397 văn bản, gồm 60 luật nghị quyết của Quốc hội, 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 198 văn bản khác do các cơ quan trung ương ban hành, tập trung vào 23 nhóm lĩnh vực được yêu cầu giả soát như đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, thanh tra, kiểm toán. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã tập trung cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của chính phủ, đồng thời trao đổi những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình giả soát, xử lý kết quả giả soát văn bản. Chính phủ khẳng định, nhiệm vụ giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là công việc khó, phức tạp vì liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực, trong khi thời gian yêu cầu nhanh, đồng thời đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của chính phủ qua đó góp phần phát hiện ra những mâu thuẫn trồng chéo bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan, đề nghị Bộ Tư pháp và Tổ công tác của Chính phủ tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến để bổ sung vào dự thảo báo cáo. Lưu ý các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiên cứu sử dụng kết quả giả soát tại báo cáo là nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc nghiên cứu sửa đổi. Đối với những nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ ngành, thì các bộ ngành cần chủ động tích cực tháo gỡ sửa đổi nội dung và tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi trong xã hội. Đối với các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thi hành pháp luật, tránh tình trạng vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, dẫn đến cách hiểu quy định của pháp luật có bất cập vướng mắc. Chính phủ sẽ tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023-2024.